Thiền minh sát Vipassana. Nếu các ông có niềm tin thì cho dù các ông có học lý thuyết hay không thì cũng không quan trọng. Nếu cái tâm có niềm tin của chúng ta dẫn chúng ta đến sự thực hành, nếu nó dẫn chúng ta đến việc không ngừng dung bồi nguồn năng lượng và sự kham nhẫn, nhẫn nại, thì việc nghiên cứu sẽ không quan trọng. Chúng ta sẽ có chánh niệm làm nền tảng cho sự thực hành của chúng ta. Chúng ta chánh niệm trong tất cả các tư thế của thân, cho dù là ngồi, đứng, đi hay nằm. Và nếu có chánh niệm thì sẽ có sự tỉnh giác đi cùng với nó. Chánh niệm và tỉnh giác sẽ sinh khởi cùng nhau. Tuy vậy, chúng có thể sinh khởi nhanh đến nỗi chúng ta không thể phân biệt đâu là chánh niệm, đâu là tỉnh giác. Nhưng khi có chánh niệm thì cũng sẽ có sự tỉnh giác. Khi tâm của chúng ta vững vàng và không còn bị xáo trộn, chánh niệm sẽ sinh khởi nhanh chóng, dễ dàng, và đây cũng là nơi mà chúng ta có được trí tuệ. Mặc dù đôi khi trí tuệ chúng ta có được không đủ hoặc không sinh khởi đúng lúc. Có thể có chánh niệm và sự tỉnh giác, nhưng chỉ hai thứ này thôi thì không đủ để kiểm soát tình huống. Nói chung, một khi chúng ta thật sự đã có chánh niệm và tỉnh giác làm nền tảng cho tâm rồi, thì trí tuệ cũng sẽ có mặt ở đó để hỗ trợ. Tuy nhiên, chúng ta phải liên tục dung bồi cái trí tuệ này qua việc thực hành thiền minh sát. Điều này có nghĩa là bất cứ cái gì sinh khởi trong tâm đều có thể là đối tượng của chánh niệm và tỉnh giác. Nhưng chúng ta phải nhìn thấy chúng theo đúng với sự vô thường, anicca, khổ, dukkha, vô ngã, anatta. Vô thường, anicca là nền tảng. Khổ, dukkha ám chỉ sự bất toại nguyện, và vô ngã, anatta nói rằng nó không có thực thể cá nhân. Chúng ta thấy rằng nó chỉ đơn giản là một cảm thọ đã sinh khởi. Cảm thọ ở đây có thể là cảm giác sinh khởi trên thân hoặc cảm xúc sinh khởi trong tâm. Nó không có tự ngã, không có thực chất và nó tự biến mất theo đường lối của chính nó. Chỉ vậy thôi. Những ai bị đánh lừa, người không có trí tuệ sẽ bỏ qua cơ hội này. Anh ta sẽ không thể sử dụng những điều này để đem lại sự lợi lạc cho chính mình. Nếu trí tuệ có mặt, thì chánh niệm và tỉnh giác sẽ cùng hiện diện ngay tại đó với nó. Tuy nhiên, ở giai đoạn ban đầu này, trí tuệ có thể không được rõ cho lắm. Vì vậy, chánh niệm và tỉnh giác không đủ khả năng để nắm bắt hết mọi đối tượng, nhưng trí tuệ sẽ đến để giúp đỡ. Nó có thể thấy phẩm chất nào của chánh niệm đang có mặt và loại cảm giác nào đang sinh khởi. Hoặc nói theo phương diện chung nhất, thì cho dẫu phẩm chất chánh niệm nào có mặt hoặc bất cứ cảm giác nào sinh khởi ở đó, thì tất cả chúng đều là Dhamma. Đức Phật đã sử dụng việc hành thiền minh sát để làm nền tảng thực hành của mình. Ngài thấy rằng chánh niệm và tỉnh giác này đều không chắc chắn và không ổn định. Bất cứ điều gì không ổn định và chúng ta muốn nó ổn định đều khiến chúng ta đau khổ. Chúng ta muốn sự vật và các hiện tượng phải thuận theo những mong muốn của riêng mình, nhưng chúng ta phải đau khổ vì chúng không diễn ra theo cách như vậy. Đây là sự ảnh hưởng của một cái tâm bị ô nhiễm, ảnh hưởng của một cái tâm thiếu trí tuệ. Khi thực hành, chúng ta có khuynh hướng bị mắc kẹt vào việc muốn sự thực hành của chúng ta sao cho được dễ dàng, muốn nó phải diễn ra theo cách mà chúng ta thích. Chúng ta không phải đi đâu xa để hiểu được thái độ như vậy. Chỉ việc nhìn vào thân này, có bao giờ chúng ta thật sự muốn nó như vậy không? Phút này chúng ta thích nó như thế này, và phút kế tiếp chúng ta lại muốn nó như thế kia. Và có bao giờ chúng ta thấy thân thật sự đúng với ý thích của chúng ta chưa? Bản chất thân và tâm của chúng ta chính xác là giống nhau về mặt này. Nó chỉ đơn giản là chính nó vậy thôi. Chúng ta dễ dàng bỏ qua điểm này trong sự thực hành của chúng ta. Thông thường, bất cứ điều gì chúng ta cảm thấy không thuận với chúng ta ném nó đi. Bất cứ điều gì không làm chúng ta vui lòng, chúng ta ném nó đi. Chúng ta không dừng lại để suy nghĩ xem cách mà chúng ta thích
và không thích những điều như vậy thật sự có đúng hay không? Chúng ta chỉ đơn thuần nghĩ rằng những điều chúng ta cảm thấy không thú vị phải là sai và những gì mà chúng ta cảm thấy dễ chịu phải là đúng. Đây chính là nơi tham ái sinh khởi. Khi chúng ta tiếp nhận sự kích thích qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân hoặc tâm ý, thì một cảm giác thích hoặc không thích sinh khởi. Điều này cho thấy rằng tâm đầy sự dính mắc, chấp thủ. Vì vậy, Đức Phật đã ban cho chúng ta lời giáo huấn về sự vô thường này. Ngài đã dạy cho chúng ta cách để quán chiếu sự vật và các hiện tượng. Nếu chúng ta bám níu vào cái gì đó không thường hằng, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm sự đau khổ. Chúng ta không có lý do gì để muốn sự vật và các hiện tượng phải theo đúng ý thích hoặc không thích của chúng ta cả. Chúng ta không thể buộc mọi thứ phải đi theo đường lối đó. Chúng ta không có thứ quyền lực hoặc quyền năng đó. Bất kể chúng ta thích sự vật và các hiện tượng phải như thế nào đi nữa, thì mọi thứ đã được an bài đâu vào đó. Muốn như thế này thì không phải là con đường thoát khỏi khổ. Ở đây chúng ta có thể thấy cái tâm bị đánh lừa hiểu theo một cách và cái tâm không bị đánh lừa hiểu theo một cách khác. Ví dụ khi cái tâm có trí tuệ tiếp nhận một số cảm thọ, nó sẽ coi cái cảm thọ đó là một cái gì không nên bám vào hoặc đồng hóa với cảm thọ đó. Đây là những gì cho thấy tâm có trí tuệ. Nếu không có trí tuệ thì chúng ta chỉ làm theo sự ngu xuẩn của chúng ta. Sự ngu dốt này không thấy sự vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Cái gì mà chúng ta thích thì chúng ta thấy nó tốt và đúng. Cái gì mà chúng ta không thích thì chúng ta thấy là không tốt. Chúng ta không thể thành tựu Dhamma theo cách này. Trí tuệ không thể sinh khởi. Nếu chúng ta có thể thấy được điều này, coi cái cảm thọ đó là một cái gì không nên bám vào hoặc đồng hóa, thì trí tuệ sẽ sinh khởi. Đức Phật đã thiết lập sự thực hành thiền minh sát vững chắc trong tâm của mình và sử dụng nó để nghiên cứu tỉ mỉ tất cả các cảm xúc khác nhau. Bất cứ điều gì sinh khởi trong tâm của Ngài, Ngài đều quán xét như thế này. Mặc dù chúng ta thích nó, nhưng nó không chắc chắn. Nó đau khổ bởi vì tâm của chúng ta không thể chi phối được những thứ liên tục sinh khởi và hoại diệt này. Tất cả những điều này không phải là một thực thể hay một tự ngã. Chúng không thuộc về chúng ta. Đức Phật dạy chúng ta nhìn chúng, y chúng thật là. Đó là nguyên tắc mà chúng ta giữ vững trong sự thực hành. Và rồi chúng ta hiểu rằng chúng ta không thể tạo ra các tâm trạng khác nhau như chúng ta mong muốn. Cả hai tâm trạng tốt lẫn xấu sẽ xuất hiện. Một số tâm trạng thì có sự lợi lạc, còn một số thì không. Nếu chúng ta không hiểu đúng về những tâm trạng này, chúng ta sẽ không thể có sự đánh giá đúng. Thay vào đó, chúng ta sẽ chạy theo sau sự khao khát, chạy theo sự mong muốn của chúng ta. Đôi khi chúng ta cảm thấy hạnh phúc và đôi khi chúng ta cảm thấy đau buồn, nhưng điều này là tự nhiên. Đôi khi chúng ta sẽ cảm thấy hài lòng và đôi khi thất vọng. Những gì chúng ta thích, chúng ta cho chúng là tốt, và những gì chúng ta không thích, chúng ta cho là xấu. Cứ như vậy thì càng ngày chúng ta sẽ càng tự tách mình ra khỏi pháp, chân lý, Dhamma. Khi điều này xảy ra, chúng ta không thể hiểu hay nhận ra Dhamma, và do đó chúng ta bối rối. Ham muốn tăng lên vì tâm chúng ta không có gì ngoài sự ảo tưởng. Đây là cách chúng ta nói về tâm. Không cần phải đi đâu cho xa để tìm sự hiểu biết bên ngoài chúng ta. Chúng ta chỉ đơn giản thấy rằng những trạng thái của tâm là không thường hằng. Chúng ta thấy rằng chúng bất toại nguyện và chúng không phải là một cái ngã thường hằng. Nếu chúng ta tiếp tục sự thực hành của chúng ta theo cách này, chúng ta gọi đó là thực hành thiền, vipassana hoặc minh sát. Chúng ta nói rằng đây là cách nhận biết những gì chứa đựng trong tâm của chúng ta, và bằng cách này chúng ta phát triển trí tuệ. Thiền chỉ, Samatha.
Việc thực hành thiền chỉ Samatha của chúng ta là như thế này. Chúng ta thiết lập việc thực hành chánh niệm trên hơi thở vào và ra để làm nền tảng hay phương tiện nhằm kiểm soát tâm. Bằng cách dùng tâm theo dõi luồng hơi thở, tâm sẽ trở nên vững vàng, định tĩnh và vắng lặng. Cách thực hành làm cho tâm an này được gọi là thiền chỉ Samatha. Cần thực hành loại thiền này cho nhiều bởi vì tâm đầy sự bất an, nó rối nùi. Chúng ta không thể nói bao nhiêu năm hoặc bao nhiêu đời kiếp nó đã bị rối như thế này. Nếu chúng ta ngồi và quán chiếu, chúng ta sẽ thấy rằng có rất nhiều thứ không dẫn đến sự an bình và định tĩnh, và có rất nhiều thứ dẫn đến sự bối rối thay nhau sinh khởi trong tâm. Vì lý do này, Đức Phật dạy rằng chúng ta phải tìm đề mục thiền phù hợp với những căn tánh riêng của chúng ta, tìm một cách thực hành phù hợp với tính cách của chúng ta. Ví dụ, đưa tâm quét trên các bộ phận của cơ thể, tóc, lông, móng, răng và da có thể đem lại sự định tĩnh. Tâm có thể trở nên rất an bình với sự thực hành này. Nếu quán chiếu năm món uế trược này dẫn đến sự định tĩnh, thì đó là do chúng là những đối tượng thích hợp để quán chiếu phù hợp với căn tánh của chúng ta. Bất cứ đề mục nào chúng ta thấy là phù hợp theo cách như vậy, thì chúng ta có thể coi đây là sự thực hành của chúng ta và sử dụng nó để khuất phục phiền não. Một ví dụ khác là quán tưởng về cái chết. Đối với những người tâm vẫn còn nặng về tham, sân, si và thấy khó đè nén được chúng, nếu họ lấy sự quán tưởng về cái chết của chính mình để làm đề mục thiền, thì sẽ có được sự lợi lạc. Chúng ta sẽ thấy tất cả mọi người đều phải chết, dù giàu hay nghèo. Chúng ta sẽ thấy cả người tốt lẫn người xấu đều chết. Mọi người đều phải chết. Qua việc thực hành này, chúng ta sẽ thấy có một thái độ an nhiên, tự tại sinh khởi. Chúng ta thực hành càng nhiều chừng nào thì chúng ta ngồi càng an tịnh. Đây là do phương pháp thực hành này phù hợp và thích hợp với chúng ta. Nếu việc thực hành thiền vắng lặng không phù hợp với căn tánh riêng của chúng ta, nó sẽ không tạo ra thái độ an nhiên, tự tại này. Nếu đề mục thiền thật sự phù hợp với chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy nó thường xuyên sinh khởi, không chút khó khăn, và chúng ta thấy mình thường xuyên suy nghĩ về nó. Chúng ta có thể thấy một ví dụ về điều này trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Khi những cư sĩ đem các khay đựng nhiều loại thức ăn khác nhau đến để dâng cho các nhà sư, chúng ta sẽ nếm thử tất cả chúng để xem chúng ta thích món gì. Khi chúng ta đã thử qua từng món một, chúng ta có thể nói món nào là ngon nhất đối với chúng ta. Đây chỉ là một ví dụ. Món nào mà chúng ta thấy hợp với khẩu vị của mình, chúng ta sẽ ăn nó. Chúng ta thấy nó hợp với mình nhất, chúng ta sẽ không bận tâm về các món ăn khác nữa. Thực hành tập trung sự chú ý của chúng ta vào hơi thở vào và ra là một ví dụ về một loại thiền thích hợp cho tất cả chúng ta. Có vẻ như khi chúng ta đi lòng vòng để thử nhiều cách thực hành khác nhau, chúng ta cảm thấy các phương pháp đó không được tốt cho lắm. Nhưng ngay khi chúng ta ngồi và quan sát hơi thở, thì chúng ta có một cảm giác tốt đẹp, chúng ta có thể nhìn thấy điều đó rõ ràng. Không cần đi tìm đâu cho xa, chúng ta có thể sử dụng những gì gần với chúng ta, và điều này sẽ tốt hơn cho chúng ta. Chỉ cần quan sát hơi thở, nó đi ra và đi vào, đi ra và đi vào. Chúng ta quan sát như vậy. Chúng ta tiếp tục theo dõi sự thở vào và ra của chúng ta về lâu về dài, và tâm của chúng ta từ từ gom tụ lại. Các sinh hoạt khác sẽ sinh khởi trong tâm, nhưng chúng ta cảm thấy chúng như thể không liên quan gì đến chúng ta. Điều này giống như khi chúng ta sống tách biệt với nhau và không còn cảm thấy gần gũi với nhau nữa. Chúng ta không còn có cùng mối quan hệ bền chặt, hoặc có lẽ không có mối quan hệ nào cả. Khi chúng ta có một sự cảm nhận đối với việc thực hành chánh niệm về sự thở này, thì việc thực hành sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Nếu chúng ta tiếp tục với việc thực hành này, chúng ta sẽ có kinh nghiệm và trở nên thuần thục trong việc nhận biết được bản chất của hơi thở. Chúng ta sẽ biết khi nó dài là như thế nào và khi nó ngắn là ra làm sao. Chúng ta có thể nói về việc hơi thở là thức ăn. Trong khi ngồi hoặc thiền hành, chúng ta thở. Trong khi ngủ, chúng ta thở. Khi thức giấc, chúng ta thở. Nếu chúng ta không thở, thì chúng ta sẽ chết. Nếu chúng ta nghĩ về nó, chúng ta thấy rằng chúng ta chỉ có thể tồn tại được với sự trợ giúp của loại thực phẩm này. Nếu chúng ta không ăn loại thức ăn thông thường trong 10 phút, 1 giờ hoặc thậm chí 1 ngày thì cũng chẳng sao cả. Đây là một loại thực phẩm thô. Tuy nhiên, nếu chúng ta không thở ngay chỉ trong một thời gian ngắn thì chúng ta sẽ chết. Nếu chúng ta không thở trong 5 hoặc 10 phút, chúng ta sẽ chết. Hãy thử đi. Những ai thực hành chánh niệm trên sự thở nên có loại hiểu biết này. Các kiến thức đến từ sự thực hành này là thật sự tuyệt vời. Nếu chúng ta không quán chiếu thì chúng ta sẽ không thấy hơi thở như thức ăn. Nhưng thật ra lúc nào chúng ta cũng đang ăn không khí. Thở vào, thở ra, thở vào, thở ra. Lúc nào cũng vậy. Các ông cũng sẽ thấy rằng khi các ông quán chiếu như thế này càng nhiều chừng nào thì sự lợi lạc đến từ sự thực hành càng nhiều hơn chừng nấy và hơi thở càng trở nên vi tế hơn. Thậm chí có thể xảy ra hiện tượng hơi thở dừng lại. Dường như chúng ta không hề thở. Thật ra thì hơi thở đang đi qua các lỗ chân lông trên da. Đây được gọi là hơi thở vi tế. Khi tâm của chúng ta hoàn toàn định tĩnh, sự thở bình thường có thể ngưng lại theo cách này. Chúng ta không cần phải giật mình hay sợ hãi. Nếu việc thở ngưng lại thì chúng ta nên làm gì? Hãy biết hiện tượng đó. Hãy biết rằng không còn thở nữa. Vậy thôi. Thực hành như vậy là đúng. Ở đây chúng ta đang nói đến cách thực hành Samatha, thực hành để phát triển sự vắng lặng. Nếu đề mục mà chúng ta đang sử dụng là đúng và thích hợp với chúng ta, nó sẽ dẫn đến loại kinh nghiệm này. Đây là sự khởi đầu, nhưng sự thực hành này đủ để đưa chúng ta đi trọn con đường, hoặc ít nhất là đến nơi chúng ta có thể thấy rõ ràng và tiếp tục sự thực hành với niềm tin vững chắc. Nếu chúng ta tiếp tục quán chiếu theo cách này, sức mạnh sẽ đến với chúng ta. Việc này cũng giống như nước trong một cái bình. Chúng ta đổ nước vào, giữ cho nước luôn đầy bình. Chúng ta cứ tiếp tục đổ nước đầy bình, và do đó, côn trùng sống trong nước không chết. Việc tinh tấn và thực hành hàng ngày của chúng ta cũng giống như vậy. Mọi thứ đều quay về với sự thực hành. Chúng ta cảm thấy rất tốt đẹp và an bình. Sự an bình này đến từ trạng thái nhất điểm của tâm chúng ta. Trạng thái nhất điểm của tâm này, tuy vậy, nó có thể gây rắc rối do chúng ta không muốn các trạng thái tâm khác làm phiền chúng ta. Thật ra, những trạng thái tâm khác có đến, và nếu chúng ta nghĩ về điều đó, thì tự thân chúng cũng có thể là cái trạng thái nhất điểm của tâm. Điều này giống như khi chúng ta thấy những người đàn ông và đàn bà khác nhau, và chúng ta cảm nhận về họ không giống như chúng ta cảm nhận về mẹ và cha của chúng ta. Trên thực tế thì tất cả đàn ông đều là đàn ông như cha của chúng ta, và tất cả phụ nữ đều là phụ nữ như mẹ của chúng ta. Nhưng sự cảm nhận của chúng ta về họ không giống như sự cảm nhận của chúng ta đối với cha mẹ của chúng ta. Chúng ta cảm thấy cha mẹ của chúng ta là quan trọng hơn, họ có giá trị lớn hơn đối với chúng ta. Trạng thái nhất điểm của tâm chúng ta cũng giống như vậy. Chúng ta nên có thái độ đối với nó giống như thái độ của chúng ta đối với mẹ và cha của mình. Tất cả các sinh hoạt khác sinh khởi, chúng ta nên ghi nhận chúng như cách chúng ta cảm nhận chung về đàn ông và đàn bà. Chúng ta không lờ chúng đi, chúng ta chỉ đơn giản nhận biết sự có mặt của chúng và không gán cho chúng cái giá trị ngang tầm với giá trị của cha mẹ của chúng ta. Mở nút thắt.
Khi sự thực hành thiền chỉ Samatha của chúng ta đạt đến sự tĩnh lặng, tâm sẽ trong sáng. Các sinh hoạt của tâm ngày càng ít dần, các cảm xúc khác nhau cũng sinh khởi ít hơn. Khi điều này xảy ra, sự an bình và hạnh phúc vô cùng lớn sẽ sinh khởi. Nhưng chúng ta có thể dính mắc vào sự hạnh phúc đó. Chúng ta nên quán chiếu rằng hạnh phúc là không chắc chắn. Chúng ta cũng nên quán chiếu đau khổ là không chắc chắn và vô thường. Chúng ta sẽ hiểu rằng tất cả các cảm xúc khác nhau là không lâu dài và không nên bám níu vào nó. Chúng ta nhìn sự vật và các hiện tượng như vậy là do chúng ta có trí tuệ. Chúng ta sẽ hiểu rằng sự vật và các hiện tượng là như vậy theo đúng bản chất của chúng. Nếu chúng ta có loại hiểu biết này, thì cũng giống như chúng ta đang nắm đầu một sợi dây thừng đã được thắt thành một cái guốc. Nếu chúng ta kéo sợi dây đúng chiều, cái guốc sẽ nới lỏng và bắt đầu lơi ra. Nó sẽ không còn quá chặt hoặc quá căng. Kéo sợi dây đúng chiều như thế này cũng tương tự như việc hiểu rằng cái guốc không phải lúc nào cũng không mở ra được. Trước đây, chúng ta cảm thấy bản chất sự vật và hiện tượng sẽ luôn luôn là như vậy. Làm như vậy có nghĩa là chúng ta sẽ kéo sợi dây theo chiều khiến cho cái guốc ngày càng thắt chặt hơn. Sự thắt chặt này là đau khổ. Sống theo cách đó sẽ rất căng thẳng. Vì vậy, chúng ta nới lỏng cái guốc và thư giãn. Tại sao chúng ta nới lỏng nó? Bởi vì nó chặt. Nếu chúng ta không bám níu vào nó, thì chúng ta có thể nới lỏng nó. Nó không phải là một điều kiện thường hằng, lúc nào cũng phải đi theo cách đó. Chúng ta sử dụng giáo lý về vô thường làm nền tảng của chúng ta. Chúng ta thấy rằng hạnh phúc và đau khổ, cả hai đều không phải thường hằng. Chúng ta thấy chúng không đáng tin cậy. Tuyệt đối không có gì là thường hằng. Với loại hiểu biết này, chúng ta dần dần ngừng niềm tin vào những tâm trạng và cảm xúc khác nhau sinh khởi trong tâm. Sự hiểu biết sai lầm, tà kiến sẽ giảm dần theo cùng với việc mà chúng ta không còn tin tưởng vào những tâm trạng và cảm xúc. Đây là ý nghĩa của việc tháo gỡ cái nút. Nó tiếp tục nới lỏng hơn. Sự chấp thủ sẽ dần dần được nhổ tận gốc. Sự nhàm chán. Khi chúng ta nhìn thấy sự vô thường, bất toại nguyện và vô ngã trong chính chúng ta, trong chính thân và tâm này và trên thế gian này, thì chúng ta sẽ thấy rằng một loại buồn chán sẽ sinh khởi. Đây không phải là sự buồn chán hàng ngày làm cho chúng ta cảm thấy không muốn biết, không muốn nhìn thấy, hoặc không muốn nói năng gì cả, hoặc không muốn dính dáng gì đến ai cả. Đó không phải là sự nhàm chán thật sự, vì nó vẫn còn có sự dính mắc, chấp thủ trong đó, do chúng ta vẫn không hiểu. Chúng ta vẫn có cảm giác ganh tị và oán hận, và vẫn bám lấy những điều làm cho chúng ta đau khổ. Loại nhàm chán mà Đức Phật nói đến là một trạng thái trong đó không có sân hận hay ham muốn. Nó sinh khởi từ việc nhìn thấy mọi thứ là vô thường. Khi một cảm giác dễ chịu sinh khởi trong tâm của chúng ta thấy rằng nó không bền vững. Đây là loại nhàm chán mà chúng ta có. Chúng ta gọi nó là Nibbiya hay sự nhàm chán. Sự nhàm chán đó không phải là sự ham muốn và đam mê dục lạc. Chúng ta thấy rằng không có gì đáng để thèm muốn. Cho dẫu sự vật và các hiện tượng có phù hợp với ý thích hoặc không thích của chúng ta, thì chúng cũng không quan trọng đối với chúng ta. Chúng ta không đồng hóa với chúng. Chúng ta không gán cho chúng bất kỳ giá trị đặc biệt nào. Thực hành như thế này, chúng ta sẽ không tạo lý do để cho sự vật và các hiện tượng gây khó khăn cho chúng ta. Chúng ta đã thấy khổ và thấy rằng việc đồng hóa với các tâm trạng không thể làm sinh khởi chút hạnh phúc thật sự nào. Nó là nguyên nhân của sự bám níu vào hạnh phúc và đau khổ, cũng như bám níu vào sự thích và không thích. Đây vốn là nhân của khổ. Khi chúng ta vẫn còn bám níu như thế này, chúng ta sẽ không có một thái độ quân bình đối với mọi thứ. Vẫn còn một số trạng thái tâm chúng ta thích và những trạng thái tâm khác
mà chúng ta không thích. Nếu chúng ta vẫn thích và không thích, thì hạnh phúc lẫn đau khổ, cả hai đều là khổ cả. Đó là loại dính mắc, chấp thủ gây ra khổ đau. Đức Phật dạy rằng bất cứ điều gì gây ra đau khổ thì tự nó là sự bất toại nguyện. Tứ Thánh Đế. Vì lý do đó, chúng ta hiểu rằng giáo lý của Đức Phật là phải biết khổ và biết nguyên nhân khiến cho nó sinh khởi. Và hơn nữa, chúng ta nên biết sự thoát khổ và con đường thực hành dẫn đến thoát khổ. Ngài dạy chúng ta biết chỉ bốn điều này thôi. Khi chúng ta hiểu bốn điều này, chúng ta sẽ có thể nhận ra khổ khi nó sinh khởi và sẽ biết rằng nó có nguyên nhân. Chúng ta sẽ biết rằng nó không tự dưng dạt vào chúng ta. Khi chúng ta muốn thoát khỏi sự khổ này, thì chúng ta sẽ có thể loại trừ được nhân của nó. Tại sao chúng ta có cái cảm giác đau khổ, cảm giác bất toại nguyện này? Chúng ta sẽ thấy rằng đó là do chúng ta đang bám níu vào những cái thích và không thích khác nhau của chúng ta. Chúng ta sẽ biết rằng chúng ta đang đau khổ vì những hành động của chính chúng ta. Chúng ta đau khổ bởi vì chúng ta gán giá trị cho sự vật và các hiện tượng. Vì vậy, chúng ta nói biết khổ, biết nguyên nhân của khổ, biết sự thoát khổ và biết con đường đưa đến sự thoát khổ này. Khi chúng ta biết về khổ, chúng ta tiếp tục tháo gỡ cái gút. Nhưng chúng ta phải chắc chắn gỡ nó bằng cách kéo sợi dây theo đúng chiều của nó. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải biết rằng bản chất của sự vật và các hiện tượng là như vậy. Sự dính mắc, chấp thủ sẽ bị cắt đứt. Đây là sự thực hành để chấm dứt khổ của chúng ta. Biết khổ, biết nguyên nhân của khổ, biết sự thoát khổ và biết con đường thoát khổ. Đây là Magga, con đường. Nó gồm có 8 chi: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Khi chúng ta có sự hiểu biết đúng về những chi này, thì chúng ta sẽ có con đường. Các chi của con đường này có thể chấm dứt khổ. Chúng dẫn chúng ta đến giới, định và trí tuệ. Sila, Samadhi, Panya. Chúng ta phải thấu suốt bốn chân lý này. Chúng ta cần phải hiểu. Chúng ta phải muốn nhìn thấy những chân lý này trên mặt thực tại. Khi chúng ta nhìn thấy bốn chân lý này, chúng ta gọi đó là chân pháp, Sakkadhamma. Cho dù chúng ta nhìn vào bên trong hoặc ở phía trước hay bên phải hoặc bên trái, tất cả những gì chúng ta thấy là Sakkadhamma. Chúng ta đơn giản thấy rằng mọi thứ y như chúng thật là. Đối với những ai đã đến được với Dhamma, thật sự hiểu Dhamma, thì bất kỳ họ đi đâu, tất cả mọi thứ đều sẽ là Dhamma. Theo Reading the Natural Mind.